Quý vị và các bạn nếu muốn đặt mua những chim chú chim non mà mình bón cho đến lúc biết mổ như thế này thì gọi cho bên Thao Chim Cú Gáy miền Bắc với cái địa chỉ là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và số điện thoại của mình là 0182 53 05 982. Đây là những chú chim rất là khôn, theo người. Mình xin nhắc lại là số điện thoại để các bạn đặt mua chim non bón thuần cho đến lúc biết mổ của Thao Chim Cú Gáy là số điện thoại là 0163 53 05 982. Ngoài ra mình có dùng thêm một cái số là 0989 177 982, và các bạn nên gọi vào những cái tránh cái giờ trưa, từ 12 giờ đến 1 giờ trưa ra, còn ngoài ra những cái giờ bình thường là mình vẫn ok. Có thể là mình đang làm thoại, các bạn gọi lại lần một lần hai giúp mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Chim Cú Gáy Hay của Thao Chim Cú Gáy miền Bắc. Ok, chúc các bạn một buổi sáng thật vui vẻ. Đây là một buổi sáng mình phải cho chim ăn.